cho phát nữa để lấy lấy cái kia kìa. Đấy có con kìa ấy. Một xu thôi, cho một xu thôi. Con chơi nhiều xu đấy. Từ từ được rồi đấy, từ từ nhá. Nhiều nhiều á, nhiều nhiều á. Được nhiều, chứ nào nhiều thì mới được múc nhá, từ từ. Đấy đấy con kia kìa. Chưa đâu. À đang làm gì đây? Chưa chưa nhá, chuẩn bị chỗ kia đấy, chỗ này rất là nhiều này, chuẩn bị múc nhá, múc đi. Đúng chỗ đấy, đấy, nhiều đấy, chỗ này rất là nhiều. Rồi các bạn ơi, được rồi, lần này thì thắng to rồi, từ từ. Đổ đi, đổ đi. Đổ đúng chỗ đấy không đổ. Phải biết cách đổ, tình vi là gì. Ôi rồi, được rồi, lần này rất là nhiều. Wow, rồi, lại thắng. Quả kia con đấy, không được rồi. Ôi. Được chưa, được chưa em, được chưa em. Có một cái con vịt đâu, có con vịt đâu. Có một con rơi rồi. Rồi, hết rồi. Có con kia mà không rơi kìa, không rơi con cái kẹo kìa. Có một viên kẹo rất là đẹp ở góc này này, không rơi này. Đấy. Đấy. Viên nữa đi. Chơi cái nữa. Nè con kia kìa. Hết thu chưa. Chơi tiếp. Ăn được cho em đi. Ôi ăn đấy kẹo một tím nhặt thế. Ăn vào ngang mua. À còn cả bộ hạt vào nước kìa. Chơi tiếp à. Rồi từ từ. À thế à, rồi chúng mình về tiền nhá. Rồi xuống đi, này này xuống nhiều rồi, đúng rồi. Nhiều vào rồi, được rồi. Đi ra đổ luôn đi, đổ luôn dưới, nó đổ ra được đấy. Ui ui ui, đúng rồi. Rồi ôi một đống rồi, ôi trời ơi, giờ xuống dưới rồi. Rồi. Thôi được rồi, coi để cho coi nhặt đi. Ấy, rơi tiếp rồi, rơi tiếp rồi. Rơi đi, rơi đi. Ủa không rơi được có biết là nữa. Ôi rồi. Thôi hết rồi, đi ra chơi chỗ khác đi. Còn mấy xu nữa. Chơi tiếp không, hay là chơi chỗ khác. Rồi, các bạn ơi, nhìn lại. Rơi chưa, anh xem cả phẩm mình đi. Rơi viên, rơi viên, rơi viên. Ôi, anh rơi viên mà không biết. Đấy. Đây các bạn ơi, bây giờ chúng mình cùng xem nhá. Các bạn ơi chơi mấy ván đây? Chơi mấy ván đấy? 4 ván, chúng ta được bao nhiêu kim cương? Ô, đẹp thế. Thế nào? Thắng vòng. Thắng vòng. Ôi, đây này, bố thích nhất là cái viên này này. Cái như viên này vừa sâu vào ha. Đeo lên đẹp lắm đấy. Ôi, còn có viên nào không? Không à? Có đưa hết rồi, Ninh à? Ôi, thế nào? Cho vào túi quảng cò à, cho vào túi quảng rơi mất đấy. Rồi, các bạn đấy đã chơi xong trò chơi cắp kim cương rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ chơi trò chơi khác. À đúng rồi, chơi trò chơi này đi. Đưa cho cò, cho vào trong túi quảng rơi mất à? Không, cho vào túi túi xu ấy. Cho túi xu, rồi. Xu ra. Biết chơi trò chơi này chưa đã? Rồi, đừng cho tay vào nhá, cho tay vào kẹp đấy. Lấy xu đi, cho vào mấy xu nhỉ? Nhìn xem mấy xu nào. Ôi, cho vào trong túi của con. Đấy, cho vào về sau đấy. Hải Ninh ơi, mở ra cho em cho vào. Đây các bạn ơi, bây giờ các bạn cho hết cái kim cương hạt vòng vào trong đây. Về nhà, sắp trong đây đủ về sâu được một cái vòng cho bạn ăn chưa? Chắc đủ rồi đấy. Ôi dồi ôi, chết rồi. Nào, nhận vào đi. Nhanh ngay, người ta nhận hết, người ta hôi hết kìa. Cho vào. Được rồi, xong rồi. Rồi, cò sẽ cho đồng xu vào nhá. Bây giờ bạn cò sẽ lấy xu nhát vào để cho mọi người chơi đấy. Có ai xu đây? Đưa bao cầm này cho. Hai đồng thôi. Rồi. Được rồi, thôi đưa đây bút cầm cho không, đưa bút cầm cho. Chơi đi. Đấy, lấy viên cái ở dưới. Đấy, lấy ở dưới đấy. Ra chưa? Có cái chưa? Được chưa? Rồi các bạn ơi, trong lúc chờ đợi cái trò chơi kia không chơi được thì bây giờ bạn Gonzi đã nhảy sang trò chơi này để chơi rồi. Chơi luôn à? Con biết chơi không nè? Ôi, cho xu vào luôn chứ. Được rồi. Ờ, đút đi. Hai xu mới chơi được cơ. Em chơi một trò chơi thôi. Hai xu. Anna ra thì chơi cùng con. Được chưa, cho xu chưa? Ủa. Thế cho xu chưa? Cho xu rồi không chơi à? Ủa gì ấy? Các bạn nhỏ là xu ở trong đây để chơi trò chơi mini game các bạn ạ. Ơ, cái túi của ai kìa?
Rồi các bạn ơi, vậy là chú đã bù cho mình một lượt chơi ở bên này rồi. Phá ra vào chơi đi. Mẹ Ninh ra chơi đi, chú rồi bù cho rồi đây rồi. Rồi, qua chơi Hải Ninh chơi đi. Được chưa? Mấy cái đi. Lấy được cái chưa? Chẳng có gì à? Đấy, có nhà rồi, được rồi, có cái rồi, đánh đi. Ô, ăn luôn luôn rồi. Nhận lên nhanh lên, đánh nhanh lên, tới tao bạn kia. Đánh đi, đúng rồi. Muốn đây, còn đánh mạnh à? Ui, đúng rồi. Bạn còn đánh giỏi thế. Ô, kìa, kéo chưa vào. Rồi, nhanh lên luôn. Tiếp tục, đó, đánh đi, đúng rồi. Ôi rồi còn lại chưa có nữa rồi. Tiếp tục đấy đi. Ở đây là người đi đấy. Rồi, tiếp tục nhanh à. Anh đi. Ôi rồi ôi. Còn thôi còn ra bên kia để trả đi anh ơi. Ôi có bị thương nhiều quá rồi. Đã đánh đi của anh mày không? Rồi đúng rồi, đánh đi, đúng rồi. Chết, ăn chết rồi, ăn đây đi, đây dưới. Đây dưới nhanh. Rồi, tiếp tục đi. Đúng rồi. Đúng rồi, chặn ngôn rồi mày không? Chặn nào, đúng rồi. Đánh mày không? Đánh đi, đúng rồi. Ôi kìa, còn đánh mày không? Rồi, tiếp tục đi. Úi dồi, mãi không thắng. Úi, được đấy, bây giờ bạn có bạn khôn rồi, bạn đánh khôn rồi nhá. Đấy, mày ạ, đúng rồi. Mày ạ, ô, đúng rồi, đánh lên, đánh lên. Rồi, bạn còn lại thua 4-0 rồi. 4-1 rồi, mày ạ, đúng rồi, thắng nào. Chết. Bạn nữa rồi, tiếp tục. Úi, bạn lại đánh xoay như con sắp. Đấy, úi dồi, tiếp tục. Kìa, đánh đi. Hát đi, mày ạ, đúng rồi. Chết chưa? Đúng rồi, mày đi. Wow, cố lên. À, ô, kìa chưa, ôi rồi còn đánh vào à. Chặt lên tiếp. Muốn còn thời gian, 9 giây nữa. Nhanh lên. Ôi rồi còn chưa tiếp. Có 4 giây nữa, tiếp tục, bắt nữa, nhanh. Lần cuối kìa, đánh đi. Ôi, hết giờ. Bây giờ các bạn nhỏ, chúng ta đã sang một trò chơi bên này rồi. Trò chơi này là bắn thú thì phải, đúng không? Đấy, bây giờ Hải Ninh bắn mít cò. Nhưng mà bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Cho đi. Các bạn ơi, trò chơi này là 2 xu nhá. Hả? Cho rồi, cho tiếp vào. Cho tiếp vào đi. Vì cho một... Rồi, chơi đi, đập đi. Bắt đầu này. Rồi, đánh đi. Bắn đi, là bắn được gì đây? Có bị bắn không? Ôi, đúng rồi, phun nước rồi, phun mạnh ảo. Phun đi, kìa, bắn mạnh ảo. Ấn đi. Ôi, sao phun kiểu gì đấy? Mạnh nào? Mọi người đấy, bắn mạnh, đúng rồi, bắn mạnh nào? Ấn luôn này, giữ luôn này. Đấy, giữ này là bắn mạnh. Ôi sao chả được kìa? Cho chơi đều quá. Bắn mạnh nào, có đánh mạnh nào. Đánh mạnh nào, đúng rồi. Được bạn nhỉ? Bạn còn thì ấy, còn bạn thì đấm, còn bạn Hải Ninh thì phun. Nước thật mà, phun đi, phun mạnh vào. Phun mạnh ở cây nó chết kìa, ông ăn chết hết cây rồi kìa. Còn phun mạnh ở cây nó lên chứ. Bắn chết ông đi. Bắn hết đàn ông đi. Đấy. Phải bắn chết đàn ông rồi các bạn đi này. Đấy, bắn vào thì đàn ông sẽ bị chết luôn. Các bạn nhìn nhớ đàn ông này đó. Bắn mạnh ảo chứ chết đàn ông đi. Chết con ông ấy, chết rồi kìa, con ông to kìa đấy. Mạnh ảo đúng rồi, đấy, chết luôn. Chết con ông tiếng của ông ấy, con ông to của ông chúa đấy rồi. Thế này, ố con ông to kìa. Mạnh ảo, bắn đi, bắn đi. Ôi, các bạn ơi. Bắn mạnh vào, hãy đi bấm cho em bắn mạnh vào đúng rồi. Các bạn như này. Đấy, bạn có gì thì tranh thủ dưới cây để cho cây lên và bắn chết ong. Còn bạn có gì của chúng ta thì ấn nút. Con ơi, phải ấn về cái cách này cơ, không ấn liên tục với nó không chạy đâu. Rồi các bạn như này, hai bạn đang chơi rất lắm hả? Chưa một phút hết mà. Hết chưa? Ôi, trò chơi này đều đi. Chưa biết là con ong nào đã chết rồi đi. Còn một viên xu cuối cùng đi ra các bình thường luôn nhá. Rồi các bạn ơi, đây là một viên kia xu cuối cùng thì các bạn nhỏ của chúng ta sẽ ra chơi cắp kim cương. Ờ được rồi, bạn MC của chúng ta sẽ xem trò nào có một xu để chơi tiếp bạn ạ. Đây, ai xu chưa à? Thôi chúng mình đi ra cắp kim cương nốt đi. Cắp kim cương về mà sâu vòng neo. Nào neo đi. Ôi trời ơi, ba quả ra ngoài hết à. Không ai vào nữa, đi thôi. Đi rồi, còn cho mình ra nốt đi. Rồi các bạn ơi, còn một xu nên là hai bạn nhỏ của chúng ta ra đây cắp nốt. Ra chơi, rồi còi nút vào đi. Hãy đi thực hiện động tác thật tốt vào để gắp nha. Đây, được rồi. Đấy, mở rồi, chuẩn bị nha. Số nào nhiều thì mới gắp nha.
Cẩm My gắp đi chỗ này này. Ôi thôi 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 thôi. Chỗ nào nhiều ấy, mà viên lấy cái viên kim cương màu tím là đẹp rồi đấy. Rồi các bạn ơi. Ôi được không, được không? Ôi nhiều bạn, nhiều bạn. Ôi nhiều rồi, từ từ. Từ từ, từ đừng đổ, đừng đổ. Bây giờ nó bây giờ mới đổ. Đấy, ôi được rồi, lần này thì được rồi. Rồi ạ. Chê. Ui giời ơi, ví thế. Chết rồi. Rồi đi. Ôi giời ơi, không rồi. Ôi giời. Gửi đi. Lần cuối. Ôi, được một viên, hai viên thôi. Cả cái viên kia gần rơi được kìa. Ôi, đây rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Úi giời, úi giời. Chết. Úi giời. Còn đấy. Còn nữa đấy. Rơi bên kia xuống là được. Ôi, nó bắn đây rồi, hết rồi. Rồi, các bạn ơi. Được bao nhiêu viên, thế nào? 3 viên. 2 viên nữa. 3 viên. Đâu, viên nữa. Ôi, túi đâu, túi đồ chơi của mình đâu. Bố cầm đâu? Mất rồi. À đây à? Máy đấy, tưởng mất. Ôi, xu, vẫn còn xu. Ui, còn đầy xu luôn. Trời ơi. Thôi, mình đi, dần dần tiếp đi. Đi.